造型，运气都飙升，真型劲，个个够三星，办事有金劲，老细加薪加得高兴，买嘢使乜称，淡定实有证，买车买楼一次过清，耶、yeah, 耶、yeah! ！一家大细开心愉快，钱银任你拎。Chú 13 à, chú ở bên Nam Phi lâu rồi, chắc đâu có được ăn đồ Tàu đâu hả? Bộ Nam Phi nhiều mẫu vàng lắm à. Thì biết vậy lúc đó chúng ta đừng có đi Canada theo chú 13 đi đào vàng hả? Đúng rồi. Sao hai người đều mấy cái này? Chú tặng đó mà, cảm ơn. Darling, vàng ta nặng quá, đeo không có tiện ăn cơm, chúng ta lấy bỏ một ít nha. Mấy cái này tặng cho Tây Tụ. Chú 13 à, cháu không lấy đâu. Cháu không thích sao, là vàng đó. Tụ à, mày còn nhớ tao dạy mày thế nào hay không? Làm người phải khiêm tốn, vô lễ phép quá vậy. Giữ ý tốt, tôi đeo giùm cho mày. Anh Thành, nếu như mà cháu không nhận á, cũng không sao, cháu có thể giữ quyền lại. Coi mai mốt thích cái gì, chú lại tặng nữa. Trả lại tôi. Chú 13, cháu là anh của nó, là anh cả, chúng ta là bà con mà. Tôi biết, trả lại tôi. Now à, đừng có nói nữa, qua ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi nè. Ê, nè quan cơm đi. Quan cơm đi, quan cơm đi. Quan cơm đi hả? Quan đi. Dạ mời chú 13. Cứ ăn đi. Mời chú 13. Ngồi đi chú. Cẩn thận, cẩn thận. Ngồi đi, ngồi đi. Mời chú. Ăn canh trước. Ăn canh. Sao vậy? Hơi lạc hả? Để tôi vô lấy muối. Không cần. Chú thấy tiêu bột không? Khỏi. Là gì vậy? Vàng mỏng. Tôi ăn mà không thèm chút đỉnh vô. Thấy lạc nhách à? Wow, tại sao làm như vậy chứ? Nè, để dành làm chiếc nhẫn được mà. Đâu rồi, gấp lại. Chú 13 à, chú định ở Hồng Kông bao lâu vậy? Tùy cháu tôi. Hả? Bây giờ cháu làm bao nhiêu tháng vậy? 9,000 mấy. Đây là 10,000. Chuyện gì? Xin phép nghỉ 1 tháng đi chơi với chú. Không được, bây giờ gần Noel khách sạn đông khách lắm. Wow, sao nhiều tiền quá vậy? Muốn thêm cũng được. Tôi nghĩ đây là tiền lương mấy năm của cháu. Đi chơi với tôi, xin nghỉ phép đi. Xin nghỉ phép đi. Nếu chú muốn cháu xin nghỉ mấy ngày cũng được mà. Cất tiền của chú vô đi. Cháu làm như vậy là sao? Tặng đồ cháu là không nhận. Bây giờ đưa tiền mà cũng không chịu. Bộ có tiền trong túi thấy ngứa mình hay sao? Cháu đủ tiền xài là được rồi. Cho cháu nhiều tiền vậy làm gì? Tiền đâu phải là vạn năng. Đứng lại. Cháu vừa nói gì vậy? Cháu nói là khách sạn bây giờ đông khách lắm, xin nghỉ phép mấy ngày chắc không sao. Không phải là câu này, câu cuối. Tiền không phải là vạn năng. Hồi nào tới giờ cháu chưa có tiền sao biết tiền không phải là vạn năng? Tiền lương của cháu có 9,000 mấy một tháng, cháu không đủ tư cách nói như vậy. Cháu đã làm nhục đi sức mạnh của đồng tiền. Vì câu nói này của cháu, chú định tiếp tục ở lại Hồng Kông, đính chính quan niệm của cháu. Chú nói giống thiệt quá hả? Tôi nói thiệt đó, đừng tưởng là tôi nói chơi. Được rồi, thả cháu xuống đi, mau lên. Mặt của chú giống như là đi làm đảng cách mạng vậy đó. Quá giờ rồi. Cho cháu biết, tôi sẽ bỏ nhiều thời gian đến dính tư tưởng của cháu. Chơi vui vẻ. Cháu làm việc ở đây hả? Dạ phải. Cũng lớn lắm. Thiệt mà. Lấy cho tôi căn phòng đi. Cháu đi thay đồ, một lát cháu xuống làm cho chú nha. Quy. Xin hỏi ông thuê loại phòng nào? Chào anh, muốn thuê phòng hả? Anh quyết định được không? Tôi là quản lý phòng khách ở đây. Tôi muốn mướn một căn phòng lớn nhất, đẹp nhất, hào quê nhất ở đây. Ý của anh muốn nói là thuê phòng tổng thống hả? Thì là phòng tổng thống đi. Bao nhiêu tiền? Tôi trả cash. Xin lỗi nha, phòng tổng thống đã có người đặt rồi. Hay là như vậy, tôi giới thiệu cho anh một phòng hải cảnh lớn nhất, đẹp nhất và hào hoa nhất. Ai đặt vậy hả? Thank you. Thank you very much. Cảm ơn, cảm ơn nhiều. Anh đừng có nói vậy. Anh cần phòng này hơn tôi. Tôi và chồng tôi tới đây hưởng tượng trăng mật. Tôi cảm ơn anh mới đúng. Cô về tới nhà nhớ nói với chồng của cô dùng số tiền sửa sang lại hoàng cung. Nhất định, nhất định. Xin chào. Quản lý à, ông đổi cho tôi phòng đôi bình thường là được rồi. Nhưng mà vị này là hoàng tử của Đan Mạch mà.
Vậy chứ tôi là Hoàng Phi Hồng Kông, tôi thích thần với dân chúng hơn. Quê cái anh gì đó? Dạ. Cho người tay hết mấy tấm tráp này cho tôi. Khăn lông cũng tay luôn. Còn đèn này thì sáng quá. Cho người điều chỉnh lại. Cái này cái gì đây? Tại sao lộn ngược lại? Đem đổi đi. Màu cửa sổ tôi cũng không thích. Chưa có đủ vàng. Tôi thích cái nào làm chóa mắt đó. Tôi thích màu vàng, cho người đổi đi. Cho tôi bò bít tết với lại vàng mỏng. Mau lên. Dạ không thành vấn đề. Tôi sẽ cố gắng. Nhưng mà khách sạn của chúng tôi sẽ tính thêm tiền phục vụ. Tính tiền tôi hả? Đâu có gì khó. Sợ là anh không nói tiền với tôi thôi. Làm đi. Dạ. Dạ. Huy. Ở thằng dậy. Có thấy anh Tụ không? Không thấy. Hả? Anh thử qua bên kia kiếm nó coi. Bên kia hả? Cảm ơn nha. Không gì. Ha, chú 13. Chú à, chú. Chú à, cháu tên là Giai. Cháu và anh Tụ đây giống như là anh em, không phân biệt gì cả. Chú 13 của ảnh cũng giống như là chú 13 của cháu thôi. Tụ lạ vậy? Thì ảnh kìa. Xin lỗi nhầm từ. Uầy, chú 13 thật sự ở đâu vậy? Ổng còn ở trên phòng. Anh không có việc phục vụ cho ổng đâu. Tại sao? Tối hôm qua có thằng bad boy đem đồ ăn cho ổng mấy lần. Nội tiền thiếp không đã mua được một chiếc xe cũ. Giờ còn dư tiền gửi vô ngân hàng nữa. Hôm nay khách sạn không có ai nghỉ. Ai cũng đứng chờ trước cửa phòng của ông ta. Chuyện gì đây? Sao trời u ám quá vậy? Quay! Ở trên đó làm gì vậy? Chuyện gì chứ hả? Chuyện gì đây? Đâu có biết đâu. Tôi định tạo phước cho loài người. Định bỏ quản chế. Ai về bấm cái máy bị hư luôn. Khoan đã. Chết rồi. Sửa cái máy này ít nhất cũng mất thời gian một ngày. Hôm nay ở dưới trần gian tiền đâu mà xài chứ hả? Hả? Chào khán giả. Sao đây là tin đặc biệt? Vì bên chính phủ Mỹ xảy ra nguy cơ kinh tế nghiêm trọng. Xảy ra phản ứng lấy thị trường chứng khoán thế giới đang bán ra một cách khủng hoảng. Thị trường Hồng Kông mới bắt đầu 5 phút đã hạ xuống 483 điểm. Loại chứng khoán công cộng điện tính hạ xuống tới giá 10 đồng 5 hào rưỡi, bị sụt 4 hào rưỡi. Chứng khoán xí nghiệp cũng bị sụt giá. Chỉ số tiếp tục hạ giá. Theo sự quan sát rất bất lợi. Chỉ số bây giờ ở chỗ 8.600 điểm chỉ tiêu. Kỹ thuật thiếu tín hiệu đặc biệt cho biết trong một thời gian ngắn. Thần tài à, còn ở đó chảy đầu nữa. Ông ở đây làm gì vậy? Không lẽ rình ông sao? Quầy, tôi muốn nói cho ông biết, cái máy ở trển bị hư rồi. Có tiền công vậy, hèn chi chứng khoán bị sụt dữ lắm, cái người làm gì đây? Dù mẫu nương nương chưa biết, ông hãy mau dùng pháp lực giải quyết chuyện này đi. Còn lại không được bao nhiêu đâu, đừng có lãng phí pháp lực của tôi. Phước lộc thọ, tam vị nhất thể, tôi bị ông cũng bị luôn. Ông là thần xấu đó, chỉ hại tôi thôi. Anh Tụ à, anh thấy anh Giai ở đâu không? Anh Giai. Chuyện gì? Anh đi đâu vậy? Khách đã sắp tới rồi. Hay là bây giờ chúng ta vào trước một lần đi nha. Cần gì phải vợ tôi? Nếu mà tìm được thần tài rồi đó hả, cho dù tôi bị đánh què chân cũng khỏi cần lo, cô biết không? Sao biết tôi là thần tài vậy? Chú 13. Hey, chú 13, chào chú. Chú mạnh giỏi. Tụ à, bộ còn có em trai nữa hả? Nếu bây giờ nhờ anh làm em nuôi, anh chịu liền mà. Hey, chào chú, chúng ta là người một nhà mà. Được rồi, được rồi. Tụ à, tôi thắng rồi. Thắng gì vậy? Bộ cháu không thấy sao? Tôi chỉ cho tiền tiếp có lần thôi. Bất cứ ai đang làm việc ở trong khách sạn này, luôn cả cái người đứng trước mặt của tôi, mắt hí mày thừa, tôi đâu biết nó là ai đâu, cũng tới đây bỡ đít của tôi nữa. Vậy đã chứng minh được tiền chính là dạng nần. À, đúng là vậy. Ồ, nhưng tôi cảm thấy tiền không phải là dạng nần. Cô nói gì? Nó là gì? Bạn của cháu tên Lâm. À, cậu không sao đâu, cậu là người ngoài mà. Tôi ở đây tới bây giờ, thấy là cô khác với người ta, có thể cho tôi rờ thử. Ê, chú à. Chú à, cháu biết chú cần gì rồi.
cha biết đường kiếm mà. Đừng có mánh dây, tôi còn nhiều việc làm đó. Tụ kiếm cho tôi chiếc xe và tài xế. Ờ, cả hai đều có. Đi, đi. Anh Giai đi, à? Đi, cho dạ, chiếc xe nè. Anh Giai à? Đi nha, hả? Hả? Không cần nói nhiều. Đưa tôi tới chỗ nào nhiều tiền nhất ở Hồng Kông này. Không thành vấn đề, mời chú. Ở đây là... Ê, anh biết ở đây có hai lần vàng không? Anh ở đây làm gì? Tôi... xuống xe đó. Xin lỗi nha. Chúng tôi sẽ đi ngay. Đi ngay. Đưa bằng lái cho coi. Sếp hai à, xin làm ơn tha cho anh lần đi. Gì đi? Biên phạt đó. Mấy cái này phạt một lần bao nhiêu tiền hả? 300. Vậy biên rồi cách bao lâu có thể biên nữa? 5 phút. Wow. Làm gì vậy? Xin lỗi nha. Tôi nghĩ biên hết mấy cái này chỉ độ khoảng mười mấy ngàn thôi. Đưa tôi mua hết cho. Chú à, chỗ này đó. Hey, lại sụt giá nữa. Ý, người làm chung với cô đâu? Chưa tới hả? Cà phê hết rồi. Ông Châu, vậy tôi mời ông thêm một ly nữa. Chắc là anh sắp tới. Xin lỗi nha. Anh sẽ tới liền đó. Merry Christmas. Ê, chúng tôi chưa kêu đồ ăn mà. Chúc mừng như vậy. Bây giờ khách sạn chúng tôi đang quảng cáo, mỗi ngày sẽ tặng 2 phần ăn Noel. Hai vị là người may mắn trong ngày hôm nay đó. Khỏi trả tiền làm quảng cáo hả? Dạ phải. Vậy mình vừa ăn vừa chờ nha. Cảm ơn. Chú à, rút tiền hả? Muốn rút tiền qua bên kia đi cầu thang lên. Lên xe chờ tôi. Chú à, cháu đếm tiền nhanh lắm. Tin cháu đi, tại vì tiền nhiều quá, có thể cháu giúp cho chú đếm tiền mà. Cũng được. Cảm ơn chú. Cháu lên xe chờ nha. Thì ra mày đi ngủ làm biến đó hả? Tưởng là mày chết rồi chứ. Lại hào pháp lực của tao nữa. Tao giúp người ta phát tài. Ai giúp tao mọc lại tóc của tao đi. Chịu vậy rồi sao? Cần gì phải lớn tiếng như vậy? Sợ người ta không biết mình quen hả? Phải nhớ phát tiền nha. Đối tượng của chúng tôi là từ ý niệm trừu tượng biến thành... Hay à, mai thiệt lên trở lại rồi. Thiệt là mai quá. Thị trường lên trở lại à? Phải lên trở lại rồi, làm tôi đổ toát một hồi. Cậu quen thân với thằng Tụ hả? Dạ phải, quen thân lắm. Cháu với ảnh quen thân lắm. Chẳng hạn như là chiếc xe này phải mua bảo hiểm, có nhiều khi cháu quên trả thì ảnh trả trước giùm cháu. Rồi tới khi cuối tháng bị kẹt tiền điện, tiền nhà, tiền nước, tiền điện thì anh cũng trả giùm cho cháu luôn. Cho nên mới nói là tình bạn của chúng cháu thiệt là có thể nói tình bạn không có gì có thể so sánh được. Cậu cứ lợi dụng người ta, không cảm thấy là mình thấp hèn lắm hay sao? Là tại vì anh Tụ tánh tình của ảnh hay giúp người ta lắm. Cho nên tôi là bạn của ảnh, tôi phải... phải để cho ảnh thỏa mãn nhu cầu của ảnh chứ. Ồ, nó thì ưa giúp cho người ta, ngoài ra còn thích cái gì nữa? Có cái gì tính mua mà mua không được không? Ảnh hả? Về cái này á, tôi cũng chịu thôi. Ảnh thích cái gì hả? Chắc là phải đi hỏi ảnh thôi. Vậy nha, nè chú à, hay là hỏi cháu nha. Hey, không biết tại sao riêng cháu đây thì thích nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như là thích căn nhà lớn nè, và còn thích Tại sao thời gian làm việc của anh dài quá vậy? Làm tới mười mấy tiếng. Đâu có, tôi nghĩ rồi. Nhưng không biết anh Gia chạy đi đâu cho nên tôi ở lại coi có gì giúp ảnh không. Anh tốt quá. Tôi đâu có giúp ảnh cái gì đâu. Thiệt ra chuyện này tôi cũng biết rõ. Sở dĩ người khách chịu giao dịch với chúng tôi hoàn toàn là nhờ thị trường lên trở lại thôi. Khả Minh hả, tối qua đã tập giật với tôi suốt cả đêm. Tôi vẫn sợ. Cố còn giận không?
Hôm trước tôi lên nhà phá cổ. Hay lại vậy nha, để tôi mời mấy người ăn cơm, rủ luôn Khả Minh nữa. Thôi khỏi đi, chưa chắc là Khả Minh rảnh mà. Tối nào cô cũng có người hẹn hết. Chỗ của cô ở xa quá, nếu về khuya chắc nguy hiểm lắm hả? Nghề của tôi là quảng cáo đó mà, tôi đã tính trước rồi. Ý tôi nói Khả Minh kìa. Cổ có bạn trai đưa về, nếu mà khuya quá thì tôi kêu cổ đừng có về nữa. Hả? Tại vì chị cũng có chị em ở bên ngoài mà. Ê, qua cho anh lạnh hả? Tự đem vợ đi bán à? Được. Khi mà anh bán nhớ nói với khách kỹ một chút nha. Đừng có tưởng là thử xe thì ngon lành lắm. Phải nói cho họ biết là chiếc xe vừa cũ là vừa dơ. Được rồi, nói xấu chừng nào tốt chừng đó chứ gì. Để dành được bao nhiêu rồi? Đủ tiền trả góp chưa? Chỉ vừa đủ tiền mua cái ba lăng và bánh xe thôi. Cho tôi chạy vòng nha. Không sao. Alo. Được rồi, tới liền, đừng có hối mà. Tới liền à. À, vậy đi. Bây giờ phải giao xe cho người ta. Nói thật nha, xe này nhiều người muốn mua lắm đó. Tự tính đi. Ê, là bạn anh hả? Là Dream Car. Đàn ông cấp người ai cũng vậy hết. Thế mà nhìn thấy chiếc xe là giống như điền. Ê, tôi có mua đồ ăn nè. Qua đây ăn đi. Hay quá, có đồ ăn rồi. Như vậy đâu có được. Cô vô làm bao lâu tôi nặng thêm mấy bao rồi. Anh còn nói nữa, làm như người ta nhất định phải mời anh ăn vậy. Ê, ông chủ đâu? Đang nói chuyện với anh Giai. Ông về rồi sao? Về rồi. Chắc là ông chủ chửi lắm chứ gì. Coi như cũng được. Cố gắng thêm đi, biết không? Dạ biết. Sắp được chia quê hồng đó. Phải giúp đỡ mấy người mới. Dạ được, yên tâm đi. Đừng nói nhiều, kế hoạch đã bán rồi. Cô là người mới, tôi là giúp không được gì. Nhưng mà tôi cũng khen cô với ông chủ. Nói chuyện đi. Cô hả? Ở dưới lầu hả? Ok, tôi xuống ngay. Bye bye. Cô Lâm à, cho cô cơ hội nha. Cái phần tài liệu này giao cho cô theo dõi đó, ok. Bây giờ tôi bận đi khám bác sĩ. Vậy nha, bye bye. Nè. Xin lỗi nha, tại vì thang máy chậm quá. Gần 5 phút, anh có biết trong 5 phút bà của tôi làm biết bao nhiêu dầu đậu phộng không? Anh biết, lát nữa mời em đi ăn cơm bù lại nha, hả? Xe bị chết máy rồi, đề hoài không nổ. Để anh làm cho. Ê, có ngửi thấy gì không? Em đổ mùi dầu thơm hả? Ý, không phải, là đậu hũ thúi đó. Thơm quá, chắc ở gần đây thôi. Tôi đi mua, anh ở đây sửa xe nha. Ok. Anh bạn, chỗ nào có nhà vệ sinh vậy? Nhà vệ sinh hả? Thương xá nào cũng có mà. Bên kia kìa. Cảm ơn nhiều. Đó. Cái gì? Phải làm đêm hả? Vậy thì thôi, làm nghề quảng cáo là vậy sao? Đồng nghiệp của Lâm dễ ghét vậy. Tại sao không chửi nó? Quay, anh lại. Mà Đàm đang tới kìa. Anh à, anh ở đây làm gì? Chờ người. Ở đây cấm đậu xe, anh đi chỗ khác đi. Ok. Sí. Ê! Chuyện gì? Không. Xe tôi báo đèn hư máy rồi còn biên phạt nữa. Thiệt quá đáng. Bạn của anh hả? Không phải. Em gái của tôi, tính tình nó lôi thôi lắm. Cảm ơn anh. Không có chi. Hả? Hình như cô chưa cúp điện thoại đó. À đúng. Alo. Cần liên lạc. Không, hồi nãy cảnh sát tới biên phạt. Cũng may là có một anh giúp tôi. Thôi được rồi, mai mốt chúng ta hẹn nữa, bye bye. Alo, cho tôi anh Hy đi. Anh Lâm Hy. Lâm Hy. Đang họp hả? Dù điện. Làm ơn chuyển lại cho ảnh, điện lại cho Diệu đi. Dạ đúng, điện về nhà là được rồi. Dạ cảm ơn. Tên Diệu, tên Diệu, tên Diệu.
Cái tên của cô ngộ quá hả? Tôi gọi gì có được không? À, tôi là Lý Vạn Dài. Gọi tôi là Dài hay là Dài đẹp trai cũng được. Cảm ơn anh. Diệu nói hai lần rồi. Tôi không biết nói chuyện gì mấy. Đừng khách sáo. Thật ra tôi có dịp ngồi trên xe quý giá như vậy và được làm quen với cô, tôi cảm thấy hân hạnh rồi. Đâu phải, xe của anh cũng đẹp lắm chứ. Nói thiệt nha, tôi gặp nhiều người gia đình giàu có, nhưng mà ít ai vừa lịch sự lại vừa phong độ như anh. Cô nói vậy làm tôi lúng túng thiệt đó. Ê, Diệu. Wow, tôi quá sợ tới thăm vậy. Bộ quên hôm nay rủ tôi đi ăn cơm sao? Sorry nha, hôm trước tôi không đi được. Đâu có gì, tôi đâu phải là người thất vọng nhất. Thật ra là chú Hy định rủ Lâm đi ăn cơm. Cũng là thằng vô duyên đó hả? Mua vé số phải làm rớt mới hên. Không sao, không sao. Anh Vinh. Chào anh. Không nhớ tôi sao? Hôm trước tôi giả làm tài xế giúp cho anh khỏi bị phạt đó. Không nhớ sao? Anh Dài hả? Đúng vậy, tôi đây. Uầy, sao đậu xe ở đây vậy? Chờ cô đó hả? Đúng rồi, cô đang ăn cơm ở tỉnh đó. Alo? Cái gì? Bận à? Còn cuộc họp? Alo? Alo? Chuyện gì vậy? Thằng mắc dịch đó, nói là không họp nữa, không biết muốn giở trò gì. Bây giờ mới bắt đầu đó, còn tiếp tục nữa, không chừng là nó sẽ tặng qua cho Lâm. Muốn chết hả? Ê, công tác lên tôi đâu? Có đây rồi, tôi đi vô nhà vệ sinh nha. Ê, ủa? Sao Lâm ở đây vậy? Thật ra anh muốn cái gì đây? Nói gặp rồi lại không gặp. Trong 3 phút gọi điện thoại tới 2 lần. Trước mặt người ta thì chơi tôi, bây giờ không có ai là tặng quà cho tôi. Tôi biết anh làm như vậy là muốn tôi để ý anh chứ gì. Anh Dài à, mình không thể nào đâu. Tôi nghĩ cô bệnh rồi. Cô tưởng tôi đang đeo đuổi cô hả? Hả? Anh Tụ đã nói hết với tôi rồi. Sorry nha, mình không thể nào đâu. Cái thằng mắc dịch muốn nói là nói,
không chửi không được mà. Anh đừng có trách ảnh. Ảnh của anh là bạn thân cho nên mới giúp anh vậy thôi. Chuyện đã vậy rồi, tôi không giấu Lâm nữa. Tính của thằng Tựu là vậy mà, nó không biết tỏ lòng với người ta, chưa có bạn gái lần nào cả. Ê, anh muốn nói cái gì vậy? Tôi ngại nói ra lắm. Tôi chỉ nói là bạn thân, tôi không thể nói ra đâu, đừng ép tôi. Anh muốn nói anh Tựu, ảnh... Cô cảm giác được? Thì đúng rồi, cô cũng thấy mà. Chẳng thà là ảnh đổ cho tôi, cũng không có dám nhìn nhận. Cho nên mai mốt thấy mặt của ảnh thì Lâm làm như là không biết gì hết nha. Hả? Đừng có gây áp lực cho ảnh, bằng không thì ảnh sẽ mệt lắm đó. Thật ra về cái chuyện tình yêu thì thiệt là khó nói lắm. Nhớ nha, easy. À, ở đây còn có thằng Trên nữa sao? Vậy thôi để tôi lên kiếm bạn. Hey. Easy, easy. Quê, chuyện gì vậy? Không có gì, mình về nha. Mình chào cô Lâm. Chú Vinh, mai Lâm đi đâu để đưa đi? Thôi, tôi muốn đi một mình cho khỏe. Dìu lên xe đi. Được rồi, bye bye, bye. Diệu. Là anh hả? Đúng ha, lại gặp ở đây. Anh đi đâu? Không, hồi nãy tôi nghe anh Vinh nói là cô đã vô trỏng, cho nên tôi... À, cảm ơn. Lên xe đi. Đổ đầy xăng rồi, còn không lấy thử. Cháu hứa đi chơi chú mấy ngày, đi bằng cái xe này nha. Sao chú biết cháu thích nghe bản này vậy? Mộng tưởng của cháu là được lái chiếc xe này và nghe cái bản nhạc này khi lái trên xa lộ. Thôi giờ thì là sướng quá. Thôi giờ. Có thích không vậy? Xe này mai mốt là của cháu. Không được, cháu không thể nhận đâu. Tại sao? Trước đây chú tặng quà cho cháu, có lẽ là cháu không vừa ý. Còn chiếc xe này chú hỏi thằng Giai rồi, luôn cả cái tỉ mỉ nhất chú cũng chuẩn bị luôn. Như vậy mà cháu còn lắc đầu hả? Cháu thích lắm, nhưng mà phải dùng tiền của cháu mua mới được. Cháu thì không nghĩ ra lý do để nhận chiếc xe này. Không cần lý do gì, chỉ một chữ tham thôi. Cái này không cần phải học, là trời sinh ra, như mình thở vậy thôi. Bây giờ chú có tiền, chú mua cho cháu. Cháu thích nhất là cái này. Cháu chỉ là dễ thở một cái là cháu có thể lái chiếc xe này để đi chơi rồi. Sao đây, suy nghĩ coi. Được. Như vậy mới đúng chứ. Chú giữ xe này trước, cháu có tiền cháu sẽ mua lại. Một là cháu lấy chiếc xe này, còn hai là xuống xe. Tôi tự lái chiếc xe này, mong là không làm hư chiếc xe của cháu. Chỉ cách tôi vô số đi. Tôi biết là chị muốn lấy bài gì mà. Ôi da, sao chú biết? Con về rồi. Hai, đi làm về hả? Dưới bếp có canh cháu lấy uống đi. Chính xong đó chị. Đôi bài, tới bài nữa. 6.400 phải không? Phải. Đếm lại coi. Chú 13 tính tốt quá, đi thua tiền mà còn nghe răng cười nữa. Má à, sao đánh lớn quá vậy? Đâu có lớn, 2 đồng 1 đồng thôi, chơi cho vui mà. Ba lệnh đã 6.400. À không, chú ba nói là đánh nhỏ sẽ buồn ngủ, cho nên là mình ông đánh 200-400. À, cái bài của ông đánh ra coi là 6.400 đó. Đâu có bao nhiêu. Ê, người trong nhà đánh mặt chơi cho vui thôi mà, lớn chút nhỏ chút đâu có sao, xào bài đi. Xào bài đi mà. Đi toilet đi. Quê chết bằng này đã. Chờ lát hãy đi. Thì đau bụng mà nè, tự nè, ngồi thế tao đi, mau lên. Đi. Tại sao game chứ em đâu biết chơi mặt chữ. Ê, da chân bàn thôi. Thế da ngồi vô đi mà không chừng ăn nữa. Một bàn thôi nha. Biết rồi. Ê, khoan. Nè, tiền này là tiền của tôi nè. Em hãy tự bỏ tiền để đánh đi hả. Wow, lắc xin ngầu đệ, tưởng ra kịp chứ.
Wow, bài yếu quá vậy, để tao đánh cho. Ê, đâu có được, coi bài người ta rồi tụi à. Con đánh đi. Ừ, đánh hả? Đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Ui, trời kệ. Hai dạng, không cần bài này. Ơi, con chim này đánh cái gì vậy? Đánh chứ. Wow, hả? Nè, 13 cây khác nhau kìa. Quầy chú à, chú ơi, tình của chú đúng đó. Ôi, trời bàn là 13 lệnh à. Không biết làm sao tính này nữa. Tính gì nữa, ăn cơm đi. Tôi bao nhiêu tính đi? Tất cả là 2.058.000 chứ gì. Oh my god. Là 2.058.000. Thiệt là phiền mà. Chú làm vậy là sao? Sao là cháu nhìn không thấy? Xe này là của cháu. Cháu đã có nói rồi mà. Đủ rồi, cháu làm vậy đủ rồi. Cháu cần gì phải làm eo nữa? Nếu cháu thật tình không chịu nhận, vậy là cháu không nể mặt của chú 13. Coi như làm cho chú vui lòng đi. Chú nói sai cũng được, nhưng đây là nguyên tắc của cháu. Thanh niên có nguyên tắc là đúng, nhưng cháu nên nhớ là tài sản của cháu là 2.000.000. Chiếc xe này cháu tự bỏ tiền ra mua, chú không cho cháu đồng xu nào. Số tiền còn lại gửi vào trường mục của cháu. Cái đó tùy chú. Đúng rồi, bởi vì má và anh Đông của cháu cần tiền. Chú Quần sắp về hưu, cháu sẽ chỏng một số tiền. Nếu như còn dư thì quyên cho cơ quan từ thiện. Số tiền này là của cháu, cháu đánh bài ăn mà, tại sao đem chia chứ? Cháu đã có nói là cháu không thích cờ bạc mà. Từ đầu tới cuối cháu bị ép thôi. Bây giờ là cháu ăn tiền, thua tiền thì không nói, chơi nhỏ nhỏ thôi không chết đâu. Chính vì cờ bạc, chính vì tham lam, cho nên bạc của cháu không còn, chỉ còn cái đồng hồ này thôi. Quay, chú làm tưởng gì? Là đồng hồ gì thì ra là đồng hồ hư thôi. Lượm lên làm gì? Bị hư rồi. Hư rồi càng tốt thì mua cái mới. Ngày mai chú mua cho cháu một lố đồng hồ vàng luôn. Yên tâm đi, đừng có nhớ nữa. Từ đây sắp tới có chú nâng đỡ cho cháu, cháu đừng có sợ nghèo khổ. Cháu không bước theo dấu chân của bà cháu đâu. Khi mà cháu phát tài rồi thì cháu mới biết là tiền quan trọng tới đâu. Chú thì là bất thường mà. Đâu có sao, là một tỷ phú thất thường. Chú ba. À, tay tụ đều được hồi tới sửa nữa hả? Lần này còn sửa được không? Sao đã ra hết vậy? Phụ tùng này khó kiếm lắm. Cháu yên tâm đi, tôi chỉ sửa các vấn bệnh kỳ lạ mà. Cảm ơn. Khả Minh. Hai. Hai, mua nhiều đồ vậy? Để tôi xách giùm cho. Cảm ơn. Không ngờ anh thấy cái tiếng lúng túng của tôi. Cái chuyện đêm Noel xin lỗi nha. Làm ai cũng chới giới hết. Đâu có gì đâu. Anh nè, giờ nãy đây khó đón taxi lắm. Cô có chuyện đi gấp hả? Phải, chiều nay tôi mắc đi khách sạn để tiếp kiến. Khách sạn nào vậy? Khách sạn Chê. Khách sạn của tôi đang làm đó. Cô làm ban nào? Làm ban tiệc tùng hay là ban liên lạc? Phong cách. Đúng là ban của tôi đó. Vậy mai mốt chúng ta làm chung thường gặp mặt nhau rồi. Gặp lần thứ hai thôi, chưa chắc đã được vô làm. Cô thì chắc là được rồi, tụi tôi còn làm được mà. Nhưng cô phải coi chừng cái ông Mập tiếp tân. Ông ta gian ghê lắm. Nhớ lúc nào cũng phải tươi cười và nhớ phải bình tĩnh. Và đồng thời còn có 10 điều răn nữa. Và có nhiều thuật ngữ khách sạn. Mấy cái này sau này tôi sẽ dạy cho cô. Qua cái ông Hoàng Mập đó ghét người ta trễ giờ lắm. Tôi đón taxi cho cô nha. Taxi. Tư thế này là tuyệt rồi. Cái ông Hoàng Mập đó hả, thích kiểu này lắm. Nếu mà cô mặc bộ đồ lúc nãy hả, ông ta không giữ ý đâu. Bây giờ tôi đi nha. Nè, những gì tôi chỉ cô còn nhớ không? Cô có đem theo đủ giấy tờ hay là giấy chứng minh không? Anh yên tâm đi, tôi không phải mới đi xin việc làm đâu. Ủa, tại sao? Lúc nãy cô vô thay đồ tôi không có gì làm, cho nên ráp cái bản sắc này giùm cô. Cảm ơn nha, nhưng mà... Yên tâm đi, tôi thích nhất là ráp mấy cái bàn này mà. Làm xong rồi tôi sẽ tự đi về. Dạ hả, vậy tôi đi trước. Ừ. Cảm ơn. Cố gắng nha, chắc chắn là được. Cảm ơn, bye bye, bye. Bye. Ê, Tây Tự, sao ở đây vậy? Hồi nãy tôi đã gặp Khả Minh ở ngoài đường. Ý,
Bàn này khá mình mua phải không? Ê, anh ráp đó hả? Lúc nãy tôi thấy không có gì làm cho nên ráp cái bàn giùm cho cổ. Thiệt cảm ơn anh nhờ. Nhưng mà miếng dán này điều chỉnh có được không? Được chứ. Dặn cái nút này là có thể kéo lên, sau đó siết chặt lại là được rồi. Wow, vậy mai mốt tôi muốn vẽ cái gì cũng sẽ tiện hơn. Ê, tôi mới đi chợ, anh ở lại ăn cơm nha. Được. Mấy giờ rồi? Wow, 6 giờ rồi hả? Không biết Khả Minh đi có thành công hay không. Chị đã liên lạc với tôi rồi, nói là tuần sau vô làm. Thiệt hả? Để tôi xuống mua đồ ăn thêm để ăn mừng. Ê, thôi khỏi, chị đã nói với tôi là chị có hẹn rồi. Hôm nay là ngày vui, chắc là đã đi chơi với bạn trai. Ê, anh Tửu à, mấy cái thùng kia nặng lắm, anh giúp chúng tôi nha. Không thành vấn đề. Cảm ơn ha. Dạ, nặng quá ha. Sao nhiều thơ vậy? Không có gì, vì Khả Minh nói là lúc mà chị còn học cấp 3, có người bạn học rất vô duyên thường để thơ trên bàn của chị, nhưng mà chị chưa đọc lần nào. Cái hộp âm nhạc này bị bể rồi. Gì vậy? Ờ, không có gì. Ăn cơm được chưa? Chị mới nấu có mấy phút thôi, mau vậy làm sao ăn được. Bộ lần nào đi mua đồ ăn cũng phải băng qua mấy cái núi hả? Ăn no rồi thì coi như là thả bộ đi. Mấy món ăn hồi nãy ngon thiệt ha. Tôi chỉ nấu được có một món, đó là mì ăn liền thôi. Tại sao vậy? Má của tôi tưởng rất truyền thống. Bà nói là đàn ông không có được vô bếp. Tôi và anh của tôi mà vô bếp hả, sẽ bị bà đánh ngay. Ê, nếu anh không biết nấu ăn, vậy đời anh sẽ bị mất nhiều lạc thú rồi. Bà nói đàn ông quan trọng nhất là cưới vợ về nấu cơm cho mình ăn. Bà còn nói, nếu muốn chọn rể thì đánh bại con chim với nó sẽ biết được tính tình của nó. Còn nếu lựa dâu, trước hết là phải đẩy vào bếp nấu nồi canh ngon và xào mấy món ngon, vậy là đủ rồi. Wow, nếu mai mốt tôi gặp được bác gái hả, tôi sẽ trổ tài. Bộ cũng muốn làm dâu bả sao? Được đó. Hồi nãy thấy cô làm đồ ăn, bả mà thấy được hả, chắc là mua cặp vòng long phượng rồi. Anh thích hộp âm nhạc này lắm sao? Tôi đã có mua một cái, bây giờ bị bể rồi. Trong cái hộp này có một bản nhạc rất hấp dẫn. Tiệm nghỉ rồi, không mua được đâu. Ông chủ đã đi du lịch. Cô đâu cần phải lo gì, cô còn trẻ mà, mai mốt thiếu gì cơ hội đi du lịch. Sao mặt của ai cũng đen thui vậy? Thôi đi nè. Hôm nay phát tờ mà, anh mừng chứ gì là của anh đó. Chúc anh may mắn nha. Chúc nó may mắn hả? Còn lâu. Thì năm nào cũng thêm chút đỉnh lương mà, vậy là còn một năm nữa. Nè, tôi biết hôm nay có một nữ đồng nghiệp mới vô làm, tôi quen đó. Tôi cho anh biết, không có đường hiếp cổ nha. Nhất là anh nè, thấy người đẹp là mắt nhìn năm năm à. Tôi đâu phải thằng cờ gặp con gái là ghẹo hả? Thôi đi. Tụi à, nói thiệt nha, nếu quay với cổ nhớ giúp tụi này đi nha. Hả? Chào, chào quản lý. Chào. À, để tôi giới thiệu nha. Đây là cô Khả Minh, là phó quản lý mới của ban phòng khách. Mai mốt mấy người nghe lời dặn của cô Khả Minh nha. Chào các anh, mai mốt gọi tên tôi được rồi. Tôi kinh nghiệm còn non lắm, xin các anh chỉ dạy. Khả Minh. Anh làm gì vậy? Không có được khỏe à? Dạ không. Tức lắm hả? Chê tiền lương ít à? Tôi nói cho anh biết, lần này coi như là một bài học. Mai mốt biết khôn. Còn các anh nữa đó. Ây da, sao nó xiên hơn tôi, tại sao lại tăng ít hơn tôi hả? Có thiệt không vậy? Anh Tửu làm đây lâu nhất mà, cũng là người siêng năng nhất. Mít lòng có một lần thôi, đâu đến nỗi bị ổng chơi như vậy. Anh Tửu bỏ anh làm mít lòng ổng hả? Đúng đó, hôm đó vợ ông qua vô đây ở, bả làm như là nhà của bả, đòi lấy cái này lấy cái kia. Anh Tửu làm đúng theo thủ tục nên làm mít lòng bả. Ổng thật sự vì chuyện này mà đè lương anh hả? Chúng tôi nói đâu có ai nghe đâu chứ. Hôm nay cô mới vô làm, tôi đưa cô đi tham quan nha. Tửu à, anh không nên như vậy đâu. Tuy là tiền lương cho ổng phê, nhưng mà công ty đâu phải một mình ổng cầm quyền. Hơn nữa, cái gì mà thuộc về anh thì anh phải tranh thủ. Tôi vừa là cấp trên của anh, tôi cảm thấy là tôi có trách nhiệm phải giành quyền lợi cho anh. Thôi vậy, để tôi nói với ông Hoàng coi. Tây Tửu, có đây. Quản lý à, có chuyện gì?
Anh ngon ha. Chưa gì đã biết mua chuột cấp trên của anh rồi. Đợi thưa tôi muốn đưa tôi lên bàn thờ à? Tôi không hiểu. Anh khỏi cần phải hiểu. Anh lấy luôn đồ của anh đi. Ngày mai khỏi phải vô làm nữa. Bù danh thắng lượt. Vậy là đuổi tôi chứ gì? Đuổi anh thì sao? Muốn chơi tôi hả? Nói cho anh biết để coi ai chơi ai. Wow, cô thì là biết hàng quá ha. Cái thứ hộp này không có ra nữa đâu. Kiếm ở đâu cũng không có hết. Tôi nghĩ cả tháng trời mới về đây. Mới về tới là thấy cô đứng ở trước cửa rồi. Sáng nào cô cũng tới đây chờ hả? Thưa giám đốc, Trần luật sư điện thoại tới đây cho biết có một ông Tài muốn gặp giám đốc. Ông Tài hả? Ông Tài thì xin lỗi nha. Tôi bận việc lắm không có thời gian đâu. Nếu có chuyện gì mời ông trực tiếp nói đi. Tuy tôi không làm gì, nhưng tôi cũng không muốn lãng phí thời gian mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Hôm nay gọi ông tới đây là muốn nói cho ông biết một chuyện. Cái anh tên gì đó? Ông ký tên vô đây là ok. Ông Tài, ông mời tôi tới đây là muốn nói cho tôi biết chuyện này hả? Xin lỗi nha, tuyệt đối không thể nào. Cái này chưa chắc. Ông đọc luôn trang sau đã. Ý, anh Tự, anh ở đây hả? Tổng giám đốc kêu tôi đưa thơ này cho anh. Nói chuyện gấp lắm đó. Đuổi việc thôi, đâu cần phải lên tới tổng giám đốc viết thư cho tôi. Cái thằng cha quà này ác lắm mà. Tôi cũng không biết. Ây da, tôi cũng không nói chuyện với anh nữa. Vì tôi phải chuẩn bị tài liệu cho ông mới để họp. Cảm ơn. Khả Minh à, tôi... Xin lỗi, bây giờ tôi bận lắm. Ông chủ về nói phải họp khẩn cấp. Hay là vậy nha. Tôi họp xong rồi, tôi kiếm anh. Anh chờ tôi hả? Ý anh Tự à, sao anh không lên phòng hội nghị? Anh chỉ đọc lá thơ sao? Chúng tôi đang chờ anh đó. Đợi tôi. Tại sao kêu tôi lên đây? Khai trừ tôi mà, cần gì phải họp? Không phải đâu anh Tự à, anh vô rồi nói. Ông chủ mới đòi gặp anh đó. Được, bây giờ bắt đầu họp. Hôm nay tôi có hai việc tuyên bố. Về việc thứ nhất là ông Lý. Ông đã đem tất cả cổ phần của khách sạn bán cho tôi rồi. Nói cách khác là bắt đầu hôm nay, khách sạn này thuộc về Dương Chế Tài tôi. Còn việc thứ hai là anh Dương Tây Tụ đã chính thức được ủy quyền làm tổng quản lý của khách sạn này. Dù tăng chức cho cháu cũng là supervisor thôi. Tại sao lại cho cháu làm tổng quản lý chứ? Như vậy đâu phải là giúp cháu mà là chơi cháu. Cháu nói sai rồi. Vì chú không tin người ta. Cháu biết tại sao khách sạn này kinh doanh hoài không lên được không? Không chừng thái độ phục vụ kém hay là thiếu quảng cáo gì đó. Như vậy thì cháu lầm to rồi. Vì cấp trên của cháu mạnh ai nấy lò, người nào người nấy. Nếu không làm sổ sách giả thì thục két bán tài liệu, bán luôn bí mật của công ty, chuyện gì cũng dám làm. Nói tóm lại là vì hai chữ tham tiền. Bây giờ thì tôi cải cách mới, đuổi hết sạch mấy người đó đi. Vậy cháu đừng từ chối chú nữa. Sở dĩ cho cháu ngồi cái chức này là vì cháu không tham tiền. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cái gì vậy? Coi đi. Phúc sinh cũng chịu phúc tụ hình,